Đầu tháng em lên một cái phiên sale nhiều mẻ luôn cho các anh chị nhà mình sưu tầm cả nhà ơi. Kim Điệp Xuân, Hoàng Thảo Vôi, rồi Quế Tím. Nhiều mẻ sale lắm cả nhà. Các anh chị nhà mình nhớ theo dõi nha. Hoàng Thảo Vôi hoa rất là thơm. Tí nữa em còn có nhiều mẻ Hoàng Thảo Vôi sale nữa cả nhà. Tranh thủ đầu tháng nha. Lâu lâu thì lên mới lên phiên sale thôi. Nên anh chị nhà mình sưu tầm yêu thích mẻ nào nhắn cho em nha. Mẻ V1 nè. Cái này là Hoàng Lan. Hoàng Lan đang nụ, dòng này thì hoa vàng và hoa thơm cả nhà ơi, đang có nụ nha. Mã V1 giá 220, 220 một chậu cả nhà ơi. V1 220 ngàn một chậu. Cây rễ khỏe, đang có nụ, nụ tự nhiên cả nhà ha. Rồi mã V2 nè, V2 thì cái này sẽ là chuỗi ngọc nha cả nhà. V2 là chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc thì cái này anh chị nhà mình đang lưu ý nó đang có hoa luôn rồi thì nó cũng nở cũng khá lâu rồi cả nhà. Chủ yếu thì em bán giống thôi. Mầm gốc đang lên nè. Mầm gốc đang lên nha. Rồi mẹ V2 giá sẽ là 170 ngàn một chậu cả nhà ơi. Đang có mặt hoa thực tế. 170 một chậu. À, anh chị nhà mình thấy mặt hoa thực tế rồi. Còn chủ yếu thì em thấy mầm gốc lên đẹp á. Lên chia sẻ cho các anh chị nhà mình sưu tầm để mình có thêm giống nha. V3 thập hoa cả nhà. V3 thập hoa 170 một chậu cả nhà ơi. Thập hoa, hoa rất là xinh xắn. Chậu như thế này 170. 170 ngàn à. Anh chị nhà mình sưu tầm về nhớ gộp đơn đi cả nhà. Những chậu như thế này mà một thùng em có thể đóng được 2-3 chậu cả nhà. 2-3 chậu cả nhà ơi. Tranh thủ gộp đơn. Phí ship vẫn là 40 ngàn một thùng thôi. V4 nè, Hoàng Lan đang nụ luôn cả nhà ha. V4 Hoàng Lan đang nụ. Những thân kia thì mắt nụ cũng đang sưng. Chơi hoa liên tục luôn. Mã V4 giá 280 cả nhà. Những chậu như thế này anh chị nhà mình so với người giúp em nha. V4 hôm 280 nay, nhiều mẹ đẹp lắm anh chị nhà mình theo dõi nha. Bên đây còn có Hoàng Yến nữa nè. Anh chị mình muốn giò to thì cũng có to luôn. Mua bên vườn thì rất là đa dạng luôn ạ. À. Rồi mẹ V5 Hoàng Thảo Vôi cả nha. Hoàng Thảo Vôi hiện tại em đang có 2 bản nè. Hoàng Thảo Vôi em đang có 2 bản như thế này. Lên luôn cho anh chị nhà mình luôn. 190 một bản cả nha. V5 Hoàng Thảo Vôi đang nụ nha. Đang nụ nè cả nha, thân nào cũng đang nụ nè. Ôi cái dòng này nụ tự nhiên, đảm bảo cho cả nhà mình luôn. Tại vì dòng thân thòng tự xuống lá và cho hoa. Các anh chị nhà mình mà trải nghiệm về dòng Hoàng Thảo Vôi, thứ nhất nè, thân thòng dễ chăm sóc, tới mùa hoa thì sẽ tự xuống lá cho hoa. Hoa rất là thơm cả nhà. Sau hoa thì bắt đầu là mầm gốc nó nhú nè. Phải hết hoa thì mầm gốc nó bắt đầu nó mới nhú mạnh hơn cả nhà ha. Rồi mẹ V5 190.000 một bản. Bản nào cũng đều đang nụ cả nhà nha. Bản nào cũng đều đang nụ. 190 một bản, anh chị nhà mình muốn lấy 2 bản về gộp như thế này treo ốp tường, đảm bảo cho cả nhà mình luôn, hương rất là thơm, thơm đậm đà lắm cả nhà. Rồi V6 nè, V6 bản này, đây nè cả nhà mình thấy không, có một cái thân này đang bung hoa luôn rồi nè, hoa thơm lắm cả nhà ơi. Rất là thơm, thơm đậm đà luôn. Vôi nè, dòng này thì nó lại rất là sai hoa. Cả nhà mình sai hoa từ trên xuống dưới nè. Thân này cũng đang cho hoa nè. Rồi mẻ này, V6 giá 250. Anh chị nhà mình thấy mầm tơ nó đang lên nè, thấy không? V6 250 ngàn. 250 ngàn, một bản như thế này cả nhà ha. Cái hoa kia, cái có cái thân kia thì hoa nó vừa mới bung thôi. Rồi V7 nè, V7 230. V7 230 cả nhà, 230 một bản. Trời ơi anh chị ơi, đang nụ đẹp mà cái giá hôm nay em đảm bảo cái giá anh chị nhà mình sưu tầm những cái dòng mà trồng thuần khỏe như thế này là giá rất là ok. Yên tâm đi, dòng sưu tầm hoa lan sau hoa mầm gốc nó sẽ lên, nói chung là nhìn mướt mát hơn nữa, nhìn rất là thích mắt. 230 thôi cả nhà, giá quá ok đúng không ạ? Rồi mẹ V8 nè, V8 trời ơi cái bản này nó đẹp quá cả nhà xem nè. Nụ rất là sai, dòng này thì rất là dễ chăm sóc nè, nụ sai, tới mùa hoa tự xuống lá cho hoa thôi chứ có cần phải làm gì đâu cả nhà. Mã V8 giá 280 cả nhà, bản này đẹp. Hoa rất là thơm, anh chị nhà mình trải nghiệm một mùa với Hoàng Thảo Vôi đi cả nhà, hoa thơm lắm. Rồi V9 nè, V9 em lên tiếp nè, mã này cũng là sale luôn. Quế tím đang có nụ cả nhà ha. Quế tím đang có nụ, một giò kiếp gỗ như thế này em sale giá rẻ 220 ngàn cả nhà. Nhanh tay nha, anh chị nhà mình nhanh tay sưu tầm mã, những mã như thế nào thì cứ báo cho em. Rồi V10 nè, tiếp tục nè, một mã sale nữa này cả nhà. V10 mã này cũng đang có nụ, mã này 300. V10 300 anh chị nhà mình tranh thủ nha. Những mã như thế này là mỗi mã chỉ có một thôi nên là V10 300. Các anh chị nhà mình mà yêu thích cái giò nào thì cả nhà mình cứ nhắn cho em. Rồi tiếp tục nữa nè, quế tím. Anh chị nhà mình lưu ý nha, quế tím là sắc tố của cây, nó sẽ có những cái sắc tố tím như thế này nè. Nó nên đôi khi mình nhìn cái cây nó không được đẹp nhưng mà bây giờ nó sắc tố cây nó là như vậy, cả nhà mình thấy không? Tại vì hoa màu tím nên là nó phải sắc tố đốm tím trên lá. Rồi mã này sale V11 260.000 một chậu, chậu ghép tròn này cả nhà nha. V11 260 chậu. 260 một chậu đang có nụ.
Trời ơi cả nhà ơi, sưu tầm ngay đi, em đang có hai chậu. Anh chị nhà mình mà mình có lấy cái mẻ nào mà có muốn gộp đơn thì cả nhà mình cứ gộp đơn báo cho em nha. Rồi quế tím, cái này thì cái mẻ V12 này là một cái mẻ đặc biệt nè. Mẻ V12, mẻ này giá sẽ là 650.000. Đang nụ rất là nhiều, nhưng mà có một lưu ý giúp em. Cái hàng này thì em trồng vào thời mùa mưa năm trước, thì là tầm tháng 6, tháng 7, là bây giờ thuần cỡ tầm được nửa năm rồi cả nhà. Lưu ý ha, lá đang hồi, đi lá ngọn nè, rễ cũng đang đi. Lưu ý giúp em, cái hàng này thì em chỉ mới ghép được tầm 6 tháng, nhưng mà cả nhà ơi, nhìn nè, nó nụ nó lên nhiều, đẹp lắm. Cây thì lại là cây xếp vip, cả nhà xem nè. Cây nè, cây lá xếp nè, xếp vip rất là đẹp mà lại đang nụ nữa, được cái nụ rất là nhiều. Nên là em lên phiên, các anh chị nhà mình mà yêu thích dòng đây nè, về trải nghiệm một cái mùa hoa đầu tiên của quế tím. Hoa lại thơm, màu tím tươi mà hoa thơm. Đó, sau hoa tiếp tục chăm sóc, tại vì rễ đang đi rất là ok luôn rồi nha. Nên là cái mẻ này V12 giá 650. Đó, thuần 6 tháng thì sẽ giá như thế này nha. Chứ còn nếu mà em thuần thêm 1 năm nữa sẽ là 1 năm rưỡi, thì cái giá nó sẽ cao hơn nhiều. Nên anh chị nhà mình lưu ý cái chậu như thế này giúp em ha, 650. Đó, đóng một thùng xốp, chậu đó mà đóng thì vẫn là một thùng xốp, phí ship 40.000 giúp em nha. V13 nè, em đang có chậu hoa lan đuôi chồn. Mùa này chồn đang có nụ cả nhà ơi, đang bắt đầu cồi nụ nè, giò này ghép tròn. Hoa lan đuôi chồn V13 giá 350. V13 350.000. Trời ơi, sưu tầm. Lưu ý giúp em là những cái dòng mà rễ gió như thế này cả nhà ơi, tưới nước nhiều giúp em nha. Tưới nước nhiều đậm giúp em một chút. V14 nè, cái này là chậu chồn. Đây so với người nè. Giò này thì em ghép lên trên cái đế gỗ ở trong, sau đó em ghép tròn đều cả nhà xem. Đang nụ cả nhà ha. So với người giúp em nè. Những cái giò như thế này anh chị nhà mình so với người. Mã V14. V14 hoa lan đuôi chồn. 1.400.000. 1.400.000, phí ship 60.000 giúp em nha. Cái giò này nó to nè, so với người nè. Đẹp cả nhà, về treo lên đi, nó thòng cái chuỗi hoa xuống đẹp. Khá là nặng. Nặng cả nhà, phí ship 60 là phần ship thứ em hỗ trợ đó nha. Đóng thùng xốp nặng á cả nhà, phí ship cao lắm. Em hỗ trợ thôi, chứ để mà phí ship cao mà các anh chị nhà mình phí tranh trả cái phí ship cao thì nó cũng rất hơi ngại, nên thôi em hỗ trợ phần thiếu. V15 hoàng phi hạt cả nhà ơi, đang nụ nè, đang ở nụ nè. Dòng này thì hoa nở khá là bền, mầm gốc cũng đang bắt đầu nhú lên. Mã V15 giá 250.000, quá ok luôn rồi cả nhà. Cây thuần khỏe đang nụ, mầm gốc đang lên, giá 250. Anh chị nhà mình sưu tầm đi ạ. Mã V16 em đang có một cái giò kim điệp xuân, đang bắt đầu nhú nụ nhỏ nhỏ xinh xinh như hạt gạo như thế này cả nhà. Hoa màu vàng thì nó sẽ phúng ra như thế này nhá. V16 kim điệp xuân giá 220. Dễ thương đúng không cả nhà, để bằng như thế này thì các anh chị về đến khi có hoa cả nhà mình để bàn đi. V17 này kim điệp xuân luôn, bắt cũng đang bắt đầu nhú nụ cả nhà ha, đang bắt đầu nhú nụ nè, nụ tự nhiên. V17 giá 270.000, 270. Lưu ý giúp em nè, những cái thân đang hoa mùa này là bắt đầu nó sẽ hơi xuống lá, bắt đầu sâu hoa nè, có một số thân nó bắt đầu nhú mầm gốc lên nè cả nhà ha. Cứ yên tâm, phải sâu hoa thì mầm gốc nó sẽ lên mạnh, nó sẽ lên sum hơn cả nhà ha. V17 270, kim điệp xuân đang nụ. V18 nè, V18 tam bảo sắc đang nụ cả nhà ơi. V18 nè, giò này 370.000, 370 tam bảo sắc đang nụ. Dòng này rễ gió thì anh chị nhà mình chăm sóc nó rất là ok luôn. Và điểm đặc biệt nữa là bên vườn em trồng ăn nắng khỏe, anh chị nhà mình xem nè, rất là đanh cây, đang nụ cả nhà ơi. Đang nụ rồi, mã V18 giá 370.000, tam bảo sắc đang nụ. V18 đang nụ. Rồi V19 này cả nhà ơi, giò này quá ok luôn rồi. Giò này đẹp, em để xe ra nữa này, em đứng xe cho em đụng cái giò vui ở đằng sau. Rồi V19 cả nhà ơi, tam bảo sắc giò này cũng đang nụ. Anh chị nhà mình xem nè, nó cong ra rồi nó hướng theo cái hướng nắng đó, rất là đẹp cả nhà, đang nụ nha. Lưu ý về nhà tưới nước kỹ giúp em, tại vì là mình ghép gỗ, tưới sơ sơ là nó tuột nước rất là nhanh, hoặc là một ngày anh chị nhà mình có thể tưới 2-3 lần giúp em nha. V19 đang nụ giá 390.000, một giò 390. Giá rất là ok nên anh chị nhà mình lưu ý giúp em. Nó ví dụ như đóng một thùng cả ship của nó sẽ là 430. Anh chị nhà mình lưu ý ha, cái giá em sẽ cố gắng cân đối nó rất là mềm mại để cho anh chị nhà mình có thể mình sưu tầm được nhiều chủng loại cả nhà ha. V20 em đang có Mỹ Dung đang nụ cả nhà. V20 Mỹ Dung đang nụ, chậu này giá Mỹ Dung V20 đang nụ giá 500 cả nhà. V20 Mỹ Dung đang nụ giá 500.000. Mỹ Dung hoa nó sẽ màu xanh cớm, khung hoa tròn và hoa thơm cả nhà. Rồi Mỹ Dung nè, trời ơi anh chị ơi, Mỹ Dung thì nó rất là ít hàng cả nhà, đang nụ tự nhiên, cái này đang tới 3 cái nụ này cả nhà.
đang tới ba cái nụ hoa lại thơm nữa. Dòng này thì ăn nắng rất là đanh luôn. Rồi V21 1.350.000, 1.350.000. Cái này thì phí ship 80 giúp em nha. Nó cồng kềnh, nó to và ghép chậu gỗ nè. Lên cái đế gỗ nữa thì nó nặng á cả nha. Phí ship cao, phần ship thiếu em hỗ trợ. 1.350.000, phí ship 80 sẽ là 1.430.000 cả nha ha. Rồi V22 em lên cái hoàng yến này cả nha. V22 hoàng yến, cái giò này à, ghép lên trên chậu gỗ xong rồi lên cái đế gỗ cả nhà nhìn xem nè. Nó giống như một cái lặng hoa luôn cả nhà xem. Cái này có hoa là đang có nụ nhiều lắm. Nên là các anh chị nhà mình về đó, về thì các anh chị nhà mình để lên trên đôn hoặc là trên bàn đi. Đẹp lắm cả nhà ơi, nụ tự nhiên nè. Nhiều lắm, những cái giò to tác phẩm như thế này thì nó rất là giá trị luôn. Mã V22 2.200.000. V22 2.200. Phí ship 100.000. Phí ship 100.000 đi cả nha. Em bưng nó nặng em nói không nổi luôn. Phí ship 100.000 là cả ship sẽ là 2.300.000, phần ship thí em hỗ trợ cả nha. Rồi V23 nè, anh chị nào nhà mình trải nghiệm cái giò này đi, em đảm bảo sẽ không làm cho cả nhà mình thất vọng cả nha ơi. Mã V23 giá 980.000 cả nha. Giò này phí ship 50.000. 980 phí ship 50.000. Đang rất là nhiều nụ anh chị xem nè. Trời ơi, ngay chỗ đây là nụ chừng đây mà bung ra em nói là nó ngát hương một khu luôn. Cả nhà mình trải nghiệm, mầm tơ thì đang lên thì không cần phải gì lo lắng. Ở sau đây nó có một cái tổ rồng. Có một cái tổ rồng thì anh chị nhà mình trồng lâu nữa thì cái râu rồng nó dài ra, nó thòng xuống, nhìn xanh rất là xinh. Mã V23 980, cả ship sẽ là 1.030.000. Nó giá rất là ok luôn rồi. Một cái giò to trồng thuần lâu năm mới dài như thế này nè. Anh chị nhà mình trải nghiệm đi, hoàng thảo vôi hoa rất là thơm. Nhắn cho em cái mã số yêu thích liền ngay nha cả nhà.